Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy tại một quán bar đang đóng tạm thời ngưng hoạt động để sửa chữa. Vụ cháy xảy ra trong không gian kín, nhiều khói nên lực lượng chức năng phải sử dụng đến xe hút khói chuyên dụng để kịp thời khống chế. Vào khoảng 9 giờ 15 phút khi nhóm thợ hàn xì đang tiến hành sửa chữa bên trong quán bar bên dưới nhà hát Trương Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thì bất ngờ phát hỏa. Dù phát hiện kịp thời và đã sử dụng các bình chữa cháy cầm tay để dập lửa, nhưng do khu vực xảy ra cháy khép kín, thiếu ánh sáng, nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa nên khói đen nhanh chóng phủ kín khu vực này. Các lực lượng chức năng phải sử dụng phương tiện chuyên dụng hút khói tiếp cận hiện trường, đưa toàn bộ người bên trong ra ngoài. Đến khoảng 10 giờ 30 phút vụ cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.